Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Chúng tôi là Hoàng Bách, phụ trách chương trình diễn đàn thời sự trên Việt Radio. Xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là quý thính giả đang nghe trên hệ thống internet toàn cầu vietradio.com và trên diễn đàn Bo Thoát, tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là ông Nguyễn Gia Kiển từ Paris, Pháp Quốc. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào ông Nguyễn Gia Kiển. Xin kính chào ông Hoàng Bách và quý vị thính giả của Việt Radio. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin phép giới thiệu cái vị khách mới của chúng tôi ngày hôm nay, ông Nguyễn Gia Kiển. Trước năm 1935 thì ông du học tại Pháp, ông đậu bằng kỹ sư và ông cũng là chủ tịch của Tổng hội sinh viên Paris năm 1965-1966. Ông là chủ tịch của Liên minh công nhân và sinh viên tại Âu Châu 68-69. Năm 70 thì ông về phục vụ dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Và những năm mà sau chót gần năm 1935 thì ông phụ tá cho Tổng trưởng Việt Kinh tế. Năm 1935 thì ông bị tù Cộng sản là 3 năm rưỡi. Năm 1982 thì nhờ sự can thiệp của chính phủ Pháp, ông đến định cư tại Pháp và kể từ đó ông thành lập ra một cái tập hợp dân chủ đa nguyên năm 1982. Và ông cũng hiện tại ông là thường trực ban lãnh đạo của tập hợp dân chủ đa nguyên nhằm mục đích đấu tranh bất bạo động để mà làm thế nào để thay thế cái chế độ Cộng sản ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được thưa chuyện với ông. Và thưa ông, trong những ngày vừa qua thì như ông biết đó là dư luận báo chí bàn bạc rất là nhiều vào ngày 22 tháng 7 năm 2018 thì Quốc hội của Cuba đã thông qua một cái hiến pháp mà chúng ta thấy là cái hiến pháp này nêu lên những, mặc dù nó chưa chính thức nhưng mà thông qua một cái hiến pháp mà tương đối có nhiều thay đổi. Trong cái điều mà thay đổi nhiều người chú ý nhất á, là cái khái niệm về chủ nghĩa xã hội đó họ không còn nữa. Cái cụm từ mà xã hội chủ nghĩa không thấy nữa. Và cái điều người ta lưu ý đó là quyền sở hữu của tư nhân. Sở hữu tư nhân và quyền công nhận cái quyền của người đồng tính luyến ái. Tất cả những cái sự kiện này đó thì chúng ta biết là trước đây cái hiến pháp của Cuba đó là họ rập khuôn được thành lập từ năm 1976 dưới thời của Fidel Castro. Nhưng mà bây giờ thì họ sẵn sàng thông qua một cái hiến pháp mà chúng ta thấy có những dấu ấn mà nhiều người ở trong nước, Việt Nam cũng như ở ngoài, kể cả cơ quan truyền thông báo chí bàn tán rất là nhiều, nghĩ rằng Việt Nam với Cuba là hai nước có thể kết nghĩa anh em với nhau. Thì bây giờ mà Cuba bỏ cái cụm từ xã hội chủ nghĩa thì liệu rằng Việt Nam nó ảnh hưởng như thế nào, nó tác động như thế nào lên cái nhà nước Cộng sản Việt Nam? Thì xin ông lý giải như thế nào về vấn đề này thưa ông? Trước hết thì chúng ta chưa có nên coi rằng Cuba đang chuyển hóa về dân chủ. Chúng ta có thể coi như là cái sự thông qua cái hiến pháp mới của Cuba đó như là một bước đi để tư giã cái chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà nó không phải là một bước tiến tới, chưa hẳn là một bước tiến tới dân chủ. Dân chủ là gì? Chúng ta phải hiểu rằng nếu muốn gọi là một chế độ dân chủ đó thì ít ra nó cũng phải có ba cái quyền tự do căn bản. Một là quyền tự do ngôn luận, hai là quyền tự do bầu cử và ứng cử, ba là quyền tự do thành lập hoặc là tham gia các đảng phái. Đây là tôi nói ba cái quyền tự do rất là căn bản, tốt, ba cái điều kiện tối thiểu để một chế độ có thể nói là bắt đầu có dân chủ. Thì chúng ta thấy rằng tất cả ba cái điều kiện này đều hoàn toàn thiếu vắng ở trong cái hiến pháp mới của Cuba. Chúng ta chỉ thấy có một sự kiện thôi là họ từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng mà ngay cả cái việc này chúng ta cũng phải, theo tôi thì cũng nên nhìn cho nó, nhìn một cách chính xác hơn. Nghĩa là Cuba không muốn từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đâu, là vì cái chủ nghĩa đó đã đem lại tiện ích cho cái nhóm cầm quyền đó trong vòng tới đây là 60 năm rồi, gần 60 năm. Thế nhưng mà họ bắt buộc họ phải từ bỏ thôi, là vì một cách nào đó cái chủ nghĩa
Cộng sản nó từ giã họ để nó đi vào nghĩa trang. Chúng ta có thể thấy không? Nếu mà nhìn lại quá khứ một chút, thì cho tới năm 1990 nữa, hầu như là Cuba đó, sống hoàn toàn nhờ vào viện trợ của Liên Xô. Cuba nó đóng cái vai trò một cái window shop, một cái cửa hàng trưng bày của cái phong trào cộng sản vào lúc đó. Mỗi một năm đó là Cuba nhận được vào khoảng thời gian đó, tôi còn nhớ có những cái ước tính nó rất là lớn. Ước tính ví dụ như là họ nói rằng mỗi một năm nếu Cuba nhận được của Liên Xô một số viện trợ khoảng 3-4 tỷ đô la Mỹ vào cách đây 20 năm, phải coi là vào khoảng hơn 10 tỷ đô la vào lúc này. Nghĩa là với cái dân số 11 triệu của Cuba đó, hầu như là dân Cuba sống hoàn toàn nhờ cái viện trợ của Liên Xô, chưa kể là Liên Xô đó còn cung cấp gần như là cho không đó cái dầu lửa. Cuba cũng rồi đó cũng nhận những cái hàng gia công của Cuba rất là cái giá rất là hời, cho nên cũng mua, đặc biệt là họ mua đường của Cuba. Cho nên Cuba sống nhờ được Liên Xô cho đến năm một ngày, cho đến khi mà bức tường Berlin sụp đổ, họ bắt chấp không còn chế độ Liên Xô quá kiệt quệ rồi, đã không thể trợ giúp được nữa. Thì lúc Cuba bơ vơ trong vài năm và đã phải mở cửa để cố gắng thu hút một số du khách. Rồi sau đó là sống nhờ sự trợ giúp của Trung Quốc. Nhưng mà ngày hôm nay thì Trung Quốc cũng đã có những cái dấu hiệu, mà một lát nữa nếu ông muốn chúng ta có thể bàn, có những cái dấu hiệu khủng hoảng. Đằng nào thì Trung Quốc cũng không thể giúp được Cuba nữa. Cho nên Cuba có muốn giữ cái chế độ cộng sản như trước cũng không được nữa. Và họ bắt buộc họ phải từ bỏ cái chủ nghĩa đó. Có thể nói là chủ nghĩa cộng sản, Cuba không muốn từ giã chủ nghĩa cộng sản. Nhưng chúng ta có thể nói là chủ nghĩa cộng sản nó từ giã Cuba để nó đi vào nghĩa trang, thì đúng hơn. Thì cái sự chuyển hóa của Cuba đó, tôi thấy là qua cái sự kiện này, thì đối với Việt Nam nó gần như là một cái tin buồn khác nữa. Nhưng mà người cộng sản, đảng cộng sản Việt Nam đó, họ cũng dự biết là cái chế độ của họ không có thể tiếp tục được nữa. Và ngày hôm nay thì cái sự kiện, một sự kiện mà ai cũng biết là những người, những đại gia ở trong chế độ, những người có từng giữ những chức vụ quan trọng hoặc đang giữ những chức vụ quan trọng, nếu mà được chọn lựa đi ra nước ngoài để đem tài sản ra nước ngoài, lập nghiệp tại nước ngoài và làm công dân của nước khác, thì tất cả mọi người đều mong muốn, đều chấp nhận hết, đều làm hết, đều đi hết. Cho nên cái tin này nó là một cái tin buồn khác trong những cái tin buồn, nhưng mà tôi nghĩ rằng đằng nào thì một lần nữa nó cũng chỉ xác nhận với những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và với những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một cái sự thực mà họ đã biết rồi, đó là cái chế độ của họ không thể tồn tại được. Dạ vâng, bây giờ thì ông nói là đó là khi mà Cuba nếu mà có thay đổi cụm từ đó mới bắt đầu thôi, thì đó là một cái tin buồn cho Cộng sản Việt Nam. Và đây là một trong những cái tin buồn. Như vậy thì những cái tin buồn trước đây đó đối với Cộng sản Việt Nam là những tin buồn nào thưa ông? Với khi mà bức tường, nếu chúng ta chúng ta còn nhớ lại cái hồi trước khi mà Cộng sản Việt Nam nó còn tranh đấu, còn kình địch với Trung Quốc, rồi dựa vào Liên Xô, nhưng mà sau đấy thì Liên Xô bại hoại, rồi họ bắt chốt bỏ rơi họ, nói rằng không phải tìm cái cách để mà hòa, làm hòa với Trung Quốc đi, chúng tôi không thể nào tiếp tục giúp các ông được nữa, các ông phải giải quyết vấn đề Campuchia đi. Bao nhiêu những viện trợ kinh tế thì họ cũng cắt hết là Việt Nam đó. Và lúc đó đã những người, tôi nghĩ rằng lịch sử sẽ rất là nghiêm khắc với Đảng Cộng sản Việt Nam, với những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái nửa sau của thập niên 1980, tức là từ 85 trở đi đó. Lúc đó thay vì chọn lựa trở đi vào cái
cái đường lối dân tộc, đường lối đặt cái quyền lợi của dân tộc lên trên hết, đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, thì họ đã đặt cái quyền lợi của Đảng Cộng sản. Và lúc đó đó, họ đã tìm tất cả mọi phương cách, kể cả một cái chi tiết rất là quan trọng, kể cả họ nhờ Lào, họ làm áp lực trên nước Lào để Lào lập quan hệ với Trung Quốc. Trước đó Lào không có cái quan hệ bình thường đối với Trung Quốc, và qua cái ngạch, cái ngã Lào đó, họ xin cầu hòa với Trung Quốc, xin được làm chư hầu của Trung Quốc để mà tiếp tục duy trì cái chế độ cộng sản. Thì tôi nói đó là những cái tin mà có thể nói là khi mà họ gọi bác chốc bỏ rơi họ, cho họ biết rằng họ không có thể giúp đỡ được họ nữa, thì họ rất là hoảng loạn. Rồi khi bức tường Berlin sụp đổ đó, thì gần như là trời sập trên đầu họ. Rồi sau này đó, khi mà Trung Quốc làm những áp lực, ví dụ như là lấy cửa khẩu Nam Quan, sau này gọi là Hữu Nghị, lấn chiếm hơn 700 cây số vuông ở trong biên giới, chiếm một phần của Hoàng Sa và tàn sát mấy chục chiến sĩ hải quân đó. Tất cả những tin đó là những tin rất là buồn, rất là thê thảm cho chế độ. Rồi từ trong thời gian gần đây đó, có thể nói là trong mấy năm gần đây, thì cái sự yếu kém, cái sự thất bại của cái mô hình gọi là kinh tế thị trường định nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa mà họ cóp nhặt được của Trung Quốc và hoàn toàn không phù hợp với Trung Quốc, lại càng không phù hợp với Việt Nam nữa, đã chứng tỏ cái sự yếu kém của nó. Cho nó đưa đến cái chỗ mà Việt Nam là một cái, mô hình rất là mâu thuẫn. Một đất nước hướng ngoại, sống nhờ xuất khẩu, xuất nhập ngoại thương Việt Nam gần bằng 2 lần GDP. Nhưng mà đó, với khác với những cái nước sống nhờ xuất khẩu ở cái chỗ là Việt Nam là nhập siêu. Cho nên cái chế độ này đã tích lũy tất cả mọi mâu thuẫn. Và mỗi ngày hầu như là một tin buồn. Đó, khi tôi nói rằng sự thay đổi hiến pháp ở Cuba đó, nó chỉ là một tin buồn trong nhiều tin buồn khác mà. Thì là tôi chỉ phản ánh một cái thực tế nó đang diễn ra trước mắt chúng ta này. Ngay lúc này thì chúng ta cũng thấy mỗi ngày là một tin buồn. Hôm nay thì ông tướng này bị bắt, ngày mai thì ông bộ trưởng kia, con người đang sắp sửa vào tù về Trương Minh Tuấn, là một bộ trưởng mới cách đây 1-2 tuần còn là bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông, còn là một con người rất là quyền lực trong một chế độ mà công việc chính là đàn áp tự do ngôn luận. Thì con người đó là một con người rất là quan trọng. Rồi trước đó thì có Đinh La Thăng, rồi có vụ Trịnh Xuân Thanh. Tôi nghĩ là những tin đồn, những tin xấu đang dồn dập đến với chế độ, và mỗi ngày những cái tin xấu càng đến là với một cái nhịp độ dồn dập hơn. Dạ vâng, cảm ơn ông. Thì thưa ông nói là những cái tin buồn nó dồn dập. Gần đây thì chúng ta thấy cái sự đấu đá với nhau trong nội bộ càng ngày càng là khốc liệt hơn. Ví dụ như là bên công an thì tướng tá bắt rất là nhiều, từ ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa, rồi cho tới những cái người mà dính dáng tới bây giờ ông Bùi Văn Thành, thì dính dáng vào toàn là những cái tướng mà thứ trưởng công an, những cái cấp bậc gọi là bắt bớ của người dân, đàn áp người dân, và họ thực hiện đây là những cơ quan tình báo không của nhà nước. Thì qua cái sự đấu đá này đó, chúng ta thấy nó không ngừng ở đây, mà cái sự đấu đá đó càng ngày có càng gia tăng, từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng và tiếp tới bây giờ thì nó mức độ nó lại gia tăng hơn. Theo ông nghĩ là với cái cường độ như thế này thì liệu cái sự đấu đá đó nó sẽ xả ra cái kịch bản gì, theo cái mô thức nào mà nó xả ra, thưa ông? Trước hết là chúng ta phải coi những cái vụ thanh trừng hiện nay đó, đúng là cái, có thể nói là họ tính sổ lẫn nhau, họ đấu đá để chống lại nhau, để triệt hạ nhau thôi. Những cái người đó, những người mà bị tố cáo là tham nhũng thì đúng là có tội,
Nhưng mà cái lý do khiến cho họ bị cách chức hoặc là thậm chí vào tù thì không phải là vì họ đã tham nhũng, bởi vì tất cả các quan chức này hôm nay đều tham nhũng đấy. Hiện nay không có một ông ủy viên trung ương đảng nào, cũng không có một ông bộ trưởng nào, hay là ông hay là ở cấp thấp hơn thứ trưởng, cục trưởng, hay là cấp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hay huyện, không có một người nào mà không phải là triệu phú đô la cả, trong khi lương bổng của thu nhập chính thức của họ chỉ vào khoảng vài trăm đô la mỗi tháng hoặc là 1.000 đô la là nhiều. Thế thì cái chuyện tham nhũng, những người bị bắt, bị bỏ tù về tội tham nhũng, bị thanh trừng, bị như là vì ông Nguyễn Phú Trọng ông nói là bỏ vào lò nung, thì không phải là oan. Nhưng mà cái việc, cái sự kiện họ tham nhũng nó không phải là lý do khiến họ bị thanh trừng. Cái lý do chính là vì họ thuộc vào cái phe thua trong những cái trò đấu đá nó đang xảy ra ở cái mức độ rất là dồn dập, rất là mãnh liệt trong lúc này. Thì chúng ta về nhìn, chúng ta nếu mà chúng ta đặt câu hỏi là tại sao có cái tình trạng đấu đá này, thì câu trả lời nó là hiển nhiên là bởi vì một tổ chức lớn đó, thì có thể duy trì được nếu những người ở trong tổ chức đó gắn bó với nhau chung quanh một cái lý tưởng. Một cái lý tưởng đó có thể thực sự là một lý tưởng đúng và đẹp, nhưng mà nó cũng có thể là một ảo tưởng thôi. Nhưng mà ít ra đó, nó phải hiện diện. Nhưng mà đằng này Đảng Cộng sản không có ngay cả một ảo tưởng, họ không có một cái cứu cánh đẹp, một cái mục tiêu đẹp, ví dụ như là để đưa đất nước đi lên, để phục vụ con người Việt Nam, để tư cách Việt Nam, dáng đứng Việt Nam trên thế giới được tôn trọng, để đem lại để làm nhà bớt cái sự nghèo khổ của rất nhiều đầu của đa số đồng bào, để đưa đất nước, nói chung là để tôn trọng con người Việt Nam và để đưa đất nước Việt Nam đi lên. Họ không có cái lý tưởng đó, nhưng mà họ cũng không có ngay cả một ảo tưởng để mà có thể đoàn kết với nhau, thì sự đấu đá đó là lẽ dĩ nhiên. Bởi vì nếu nhiều người trước đây đó, nhiều người nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể đoàn kết với nhau để duy trì chỗ đứng, để duy trì quyền lợi của họ. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tin như thế. Bởi vì nếu quyền lợi, những cái quyền, nhất là những cái quyền lợi bất chính, có thể đoàn kết được rất nhiều người, thì các đảng cướp sẽ là những đảng rất lớn. Chứ nó không phải các đảng chứ không phải là chỉ có vài người hoặc là vài chục người, hay là 100-200 người là nhiều. Đảng Cộng sản nó phải rạn nứt và phải có chia rẽ, phải có phân hóa, phải có đấu đá, là bởi vì họ không còn một cái lý tưởng nào để đoàn kết họ với nhau nữa. Nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý một cái tình trạng nghịch lý hiện nay. Ở trước cái sự yếu kém, trước cái sự tan phân hóa nội bộ đó, đáng lẽ Đảng Cộng sản phải có một cái thái độ khiêm tốn, phải tìm một cái lối thoát cho chính mình. Khi họ lại làm điều ngược lại, chúng ta thấy từ mấy năm nay họ càng yếu là bao nhiêu thì họ càng gia tăng cái sự kiểm soát, cái sự đàn áp bấy nhiêu. Cái đàn áp lúc sau này nó trở thành rất là thô bạo. Tôi nghĩ đến những cái phụ nữ trẻ như là cô mẹ nấm hoặc là cô Trần Thị Nga, là những hoặc là cô Trần Thị Xuân, những phụ nữ rất là trẻ mà còn đang có con thơ mà bị xử tới 10 năm tù. Tôi nghĩ họ đã đẩy cái sự dã man tới một cái mức độ không có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng đằng nào đó thì lịch sử cũng tiến tới, ngay cả mạnh như Liên Xô mà có lúc còn sụp đổ. Tôi cũng mới ở Trung Quốc về, và tôi cũng có thể nói rằng nếu nhìn cho kỹ thì người ta thấy rõ rằng cái sự tan vỡ, cái sự sụp đổ của chế độ Trung Quốc cũng khó tránh được, mặc dù là nó sẽ diễn ra theo một cái kịch bản khác với Việt Nam, nhưng mà nó khó tránh được. Tôi cũng nói rằng ngay cả những cái chế độ hung bạo mà có sức mạnh gấp bội so với chính quyền Việt Nam còn tan vỡ, còn có sụp đổ, bởi vì cái gì đến thì nó phải đến.
không ai có thể lội ngược cái dòng thác được. Và cái diễn biến lịch sử chắc chắn là xảy ra đó, là chế độ cộng sản này không có thể tồn tại được. Nước Việt Nam phải chuyển hóa về dân chủ. Nhưng mà Đảng Cộng sản đó không hiểu một điều, tôi nghĩ là có lẽ không hiểu một điều, là những diễn biến lịch sử đó thường đó rất là phũ phàng với những người đã cố gắng cản trở nó. Tôi nghĩ rằng nếu mà Đảng Cộng sản cứ tiếp tục cái thế có thể nói là dùng mọi cái gian ý để mà tiếp tục cản trở lại cái đà tiến của dân tộc về một cái tương lai mà đáng lẽ phải đến từ lâu rồi, tức là một cái tương lai dân chủ, thì có lúc là chính họ sẽ là nạn nhân. Bởi vì vào giờ này tôi có một điều vẫn làm cho tôi ngạc nhiên, là Đảng Cộng sản không hiểu rằng họ chỉ có một chọn lựa, một là tham gia vào cái tiến trình dân chủ hóa để làm một tác nhân của một cái chuyển hóa mà mọi người mong muốn, hai là cố gắng là lì lợm chống lại cái đà tiến không thể cái chuyển biến tất yếu đó, để cuối cùng làm nạn nhân của lịch sử. Tôi nghĩ rằng họ đang dại dột chọn làm nạn nhân của lịch sử. Dạ vâng, chúng ta biết là Đảng Cộng sản đang lội ngược dòng. Bây giờ cái ý của người dân hay là cả trên thế giới đó, Đảng Cộng sản nó đã suy sụp trên toàn diện, chỉ còn lại một vài nước, trong đó có Cuba, Bắc Hàn, cũng như Việt Nam và Trung Cộng mà thôi. Nhưng mà Trung Cộng với Việt Nam cũng đi theo cái mô hình không hẳn là hoàn toàn Cộng sản Marxist nữa, mà đi theo cái mô hình là xã hội chủ nghĩa, mà định hướng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ thì chúng tôi xin phép quý thính giả cũng như ông Nguyễn Gia Kiển cho chúng tôi chạm một vài thông tin thương mại, và chương trình diễn đàn thời sự phần 2 sẽ đến chân giây lát. Quý thính giả đang theo dõi chương trình diễn đàn thời sự trên Việt Radio, và với vị khách mời của chúng tôi là kỹ sư Nguyễn Gia Kiển từ Paris, Pháp Quốc, và ông cũng là thường trực ban lãnh đạo Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Trong phần đầu thì ông Nguyễn Gia Kiển nêu lên cái sự bệ rạc cũng như sự phân hóa trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà để có một cái lực lượng gọi là đối trọng lại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó là lực lượng dân tộc dân chủ của chúng ta ở trong và ngoài nước. Thì dưới cái nhìn của ông thẩm định như thế nào về các cái lực lượng dân chủ hiện tại ở trong và ngoài nước thưa ông? Theo tôi đó thì chúng ta phải có cái can đảm để nhìn thẳng vào sự thực. Cái sự thực đó, đằng nào đó, nếu chúng ta không có cố tránh nó thì nó cũng có lúc đó, nó cũng đuổi kịp chúng ta. Mà cái sự thực ngày hôm nay đó là phải nói là tình trạng của phong trào dân chủ nói chung, tức là của các cá nhân cũng như của các tổ chức chính trị cũng như tổ chức xã hội dân sự mà đóng góp cho cuộc vận động dân chủ đó thì khá là ảm đạm. Tôi có những người bạn và họ giúp tôi theo dõi hàng ngày cái tình trạng đấu tranh ở trong nước. Thì phải nói rằng cái nhận xét của tất cả những người bạn tôi, những thân hữu của tôi ở trong nước, họ đều nói rằng tất cả các tổ chức hiện nay đều đã bị hoặc bị tê liệt hoặc bị tan rã. Cái lý do là vì có thể là do bị đàn áp. Thí dụ như là Hội Anh Em Dân Chủ của anh Nguyễn Trung Tôn, anh Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trung Trực, Phạm Văn Trội. Hoặc là cái trường hợp của phong trào Chấn Hưng Nước Việt và một số tổ chức khác. Thế nhưng mà nó cũng có đa số cái trường hợp đó thì có thể chính vì cái không khí nó đàn áp đó nó làm cho mọi người bị hoặc là bế tắc hoặc là không biết phải phản ứng như thế nào, rồi sinh ra chia rẽ với nhau. Cho nên phải nói rằng cái tình trạng của phong trào dân chủ ở trong lúc này nó khá là đáng buồn nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái
cái sự kiện khách quan ngoài mặt. Nhưng mà đấu tranh chính trị thì nhất là đấu tranh để thay đổi cả một cái triết lý chính trị, thay đổi cả một mô hình xã hội, thay đổi cả một chính quyền ấy, thì đâu có thể nhìn một cái phiến diện như vậy được. Chúng ta cần có một cái nhận định, theo tôi là một cái nhận định sâu sâu xa hơn, một nhận định theo chiều sâu của cái vấn đề hiện nay. Thì phải nói rằng phong trào dân chủ của Việt Nam đang bị bắt buộc phải làm một cái cuộc xét lại cần thiết mà từ trước đến nay nó vẫn tránh né. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là muốn đấu tranh để thay đổi một cái xã hội, thay đổi một chế độ, thay đổi một cái chính quyền, thay đổi cả một cái quan niệm về đất nước không? Thì trước hết là thì đó phải coi đó là một cái cuộc cách mạng rất là lớn. Và cái cuộc cách mạng lớn đó đòi hỏi một cái tư tưởng chính trị, đòi hỏi những cái điều kiện rất là lớn. Chúng tôi cảm ơn ông đã nhắc tới Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên. Chúng tôi là một tổ chức đã tồn tại, đã ra đời từ hơn 30 năm nay. Nhưng mà anh em chúng tôi đó, khác với nhiều người, chúng tôi cố gắng để suy nghĩ xem đâu là cái lộ trình tranh đấu phải có để giành lấy được thắng lợi. Thì trong cái sự suy nghĩ đó, chúng tôi cũng đã quan sát tất cả những cái cuộc đấu tranh ở trên thế giới, đấu tranh chính trị, đấu tranh cách mạng ở trên thế giới này. Và đã thành công á, thì chúng tôi thấy rõ ràng là nó phải có, trước hết, là nó phải đi qua một cái số giai đoạn, một cái lộ trình đó phải đi qua những cái giai đoạn bắt buộc. Giai đoạn thứ nhất là phải có một cái tư tưởng chính trị đúng, phù hợp với xã hội. Chấp được mọi người chấp nhận, có hoặc có thể được mọi người chấp nhận. Và từ cái tư tưởng chính trị đó phải có một cái dự án chính trị vừa khả thi, vừa là đúng đắn cho tình trạng đất nước. Sau đó đó, sau cái giai đoạn mà chuẩn bị về tư tưởng, mà chúng ta có thể nói là có một cơ sở tư tưởng đúng đắn, thì phải có một cái đội ngũ nòng cốt, đội ngũ của những người hiểu rõ cái chương trình chính trị của tổ chức, hiểu rõ cái tư tưởng chính trị của tổ chức, mà quyết tâm gắn bó với nhau trong một mục tiêu chung, quyết tâm đi đường dài với nhau. Đó, chúng ta phải hiểu rằng mỗi một cuộc cách mạng đó, nó là một cuộc hành trình quá sa mạc. Những lý do mà khiến cho chúng ta chán nản và muốn bỏ cuộc bao giờ nó cũng nhiều hơn là những lý do khiến chúng ta cảm thấy phấn khởi và tiến lên. Cho nên cần phải có những con người rất là, có người cốt lõi đó, những người nòng cốt đó, những người có bản lĩnh đó, và phải tạo ra được một cái đội ngũ nòng cốt đó. Sau đó thì mới có thể làm những cái công tác tranh đấu cụ thể, như là tranh giành nhân tâm, như là đặt những cái cơ sở quần chúng. Và rồi đó, trong cái giai đoạn, chỉ khi nào mà cái sự chuẩn bị đó đã chín muồi rồi đó, thì chúng ta mới có thể lợi dụng một cái vận hội, một cái cơ hội chính trị để mà thay đổi, để mà đánh bại cái, để mà áp đặt cái sự thay đổi, hoặc là để buộc cái chính quyền, trong trường hợp của chúng ta thì chính quyền cộng sản, hoặc là phải đối thoại và hợp tác vào cái tiến trình thay đổi đất nước, hoặc là sẽ bị thất bại. Chứ còn cho tới ngày cái con đường đó nó có thể rất dài. Anh em chúng tôi đánh giá rằng có lẽ phải cần cả một vài thập niên thì mới có thể tạo dựng được một cái tư tưởng chính trị đúng và một đội ngũ chính trị mạnh, chừng vài trăm người, trong đó có vài chục người đó thực sự là nòng cốt. Nhưng mà nếu chúng ta có được hai cái điều kiện đó, nghĩa là một tư tưởng chính trị lành mạnh và một đội ngũ cán bộ vững chắc, đó, một đội ngũ nòng cốt vững chắc, thì chúng ta có thể nhân một cái cơ hội lịch sử, một cái vận hội để mà giành lấy thắng lợi trong một thời gian rất ngắn. Thời gian đó có thể là một vài năm, mà cũng có thể là một vài tháng, như là những kinh nghiệm lịch sử đã chứng tỏ. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng một cơ hội đó, ở trong một cuộc đấu tranh cách mạng, một cơ hội chỉ là một cơ hội cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi nó, chứ nếu không thì nó đến rồi nó lại đi. Chúng ta đã có rất nhiều cơ hội chứ. Vào năm 1979, khi mà chế độ cộng sản đó, những cái chương trình
rất là lạc quan của Đại hội 4 của Đảng Cộng sản, họ có xung đột hoàn toàn. Họ ở trong một cái thế mà họ mất mặt hoàn toàn, họ ở trong một cái thế một cái tinh thần rất là trong cái tư thế rất là thấp, rất là chán nản. Rồi chúng ta có một cái những cái giai đoạn như là khi bức tường Berlin sụp đổ chẳng hạn, hoặc là chế độ cộng sản có như là trời bị như là bị trời sập vào trên đầu, nhưng mà rồi những cơ hội đến rồi nó cũng qua đi, là vì chúng ta không có chuẩn bị để chờ đợi nó. Tôi nghĩ rằng sắp tới chúng ta sắp sửa có chế độ này sắp phải đương đầu với những khó khăn rất là lớn, bởi vì một làn sóng dân chủ mới đó đang trào dâng lên và đang nào thì cũng cuốn họ đi. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải chờ đợi, chúng ta cũng phải chuẩn bị để có thể vận dụng được cái cơ hội này. Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân khiến chúng ta sau hơn 40 năm vẫn chưa có được một tổ chức chính trị có tầm vóc để mà có thể làm một giải pháp thay thế cho đất nước, là bởi vì chúng ta luôn luôn nóng vội, những người đối lập luôn luôn nóng vội, luôn luôn hoặc là họ thấy không cần tổ chức, họ tranh đấu theo cái kiểu đấu tranh chính trị nhân sĩ, hoặc là họ tin rằng họ tin mà không có một cơ sở nào rằng có thể thành lập được khi cần một cái tổ chức, một cái kết hợp rất là nhanh chóng. Họ không biết rằng muốn đấu tranh chính trị bao giờ cũng phải là đấu tranh có tổ chức, không bao giờ là đấu tranh cá nhân cả. Và một tổ chức chính trị đứng đắn có thể có khả năng làm thay đổi được lịch sử đó, thì chỉ có thể là một thành quả của một cố gắng rất lâu dài trong rất nhiều năm của rất nhiều người. Chúng ta muốn từ, có lẽ vì cái cố gắng đó, có lẽ vì chúng ta không nhìn thấy, một số người nhìn thấy thì thấy cái cố gắng đó nó lớn quá, rồi là cố gắng tự đánh lừa mình bằng những cái hành động mà ví dụ như nóng vội, ví dụ như là hành động nó gây tiếng vang và tự cố gắng tự thuyết phục của mình rằng đấu tranh như thế có thể thành công. Cuối cùng là chúng ta dẫm chân tại chỗ. Tôi nghĩ rằng đối lập Việt Nam đó, sau hơn 40 năm kinh nghiệm, đang trải qua một giai đoạn xét lại cần thiết, hữu ích, và nó sẽ rất là và sẽ khởi sắc, sẽ vươn lên sau cái cuộc xét lại cần thiết và hữu ích này. Tôi nghĩ rằng không có lý do trái với nhiều người, tôi thấy trái với sự bi quan của một số anh em, tôi nghĩ rằng chúng ta không có lý do để bi quan, trái lại chúng ta có lý do để tin rằng từ những cái biến chuyển, từ những cái tình trạng hiện nay, từ những cái sự dằn vặt trong cái bế tắc hiện nay, chúng ta sẽ có một cái phong trào dân chủ mạnh. Và tôi cũng tin rằng đằng nào đó thì Đảng Cộng sản nó cũng như là họ lội ngược dòng thác, thế nào họ cũng bị dòng thác cuốn đi. Vấn đề là chúng ta có đúng hẹn với lịch sử hay không. Bởi vì Đảng Cộng sản có thể thất bại, có thể bị chế độ Cộng sản có thể sụp đổ, nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là nó sụp đổ và nó nhường chỗ cho cái gì. Phải chăng là nó sụp đổ để đất nước bắt đầu một cái kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của dân chủ tự do, hay là nó bắt đầu để nhường chỗ cho một sự hỗn loạn? Chúng ta không có quyền để cho cái sự hỗn loạn xảy ra. Chúng ta phải sẵn sàng để mà để làm lại đất nước trong cái tình tự dân tộc, trong cái sự lạc quan, trong cái niềm tin và trong cái sức mạnh của sự đoàn kết. Thì tôi nghĩ rằng giai đoạn này là giai đoạn nghĩ lại, nhưng mà đây là một lần nữa, đây là một sự nghĩ lại cần thiết và có ích. Cho nên đó, không vì cái tình trạng bế tắc của một số của nhiều tổ chức hiện nay đó mà chúng ta lấy làm buồn, bởi vì từ trước là những cái tổ chức, những cái cố gắng mà họ đã làm đó có thể là do thiện chí đó, nhưng mà không phải nó không đi đúng hướng của lịch sử, nó không nằm ở trong một cái lộ trình khả thi nào hết đó. Và cái tác dụng của chúng có thể một phần thì cũng đóng góp nuôi dưỡng cái tinh thần đấu tranh, nhưng một phần khác thì cũng có cái tác dụng tai hại là lôi kéo cái sự chú ý khỏi những cố gắng nghiêm túc. Cho nên đó, chúng ta sắp sửa, chúng ta cần phải ý thức vào giờ phút này, chúng ta phải cần ý thức rằng lịch sử có thể là đang sắp sang trang, hoặc là theo tôi thì đang sang trang,
Bởi vì phong trào cộng sản đó, chúng ta có thể như là sắp chứng kiến cái sự cáo chung dứt khoát của các chế độ cộng sản, và chúng ta phải chuẩn bị để mở ra cho đất nước một kỷ nguyên mới. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển đã nêu lên những cái vấn đề là cái thực trạng của các tổ chức, cái lực lượng dân tộc dân chủ ở trong và ngoài nước. Thì cái điều ông Nguyễn Gia Kiển này thì như quý vị biết á, là một lý thuyết gia, là mà sau năm 1935 khi ông đến nhà Pháp á, thì năm 1982 ông quy tụ một số anh em trí thức ở miền Nam để thành lập lực lượng tập hợp dân chủ ở Paris. Nhưng mà một lý thuyết đó, thì đưa ra nó cũng không có thể là nó khả thi, và nó phải đáp ứng lòng của người dân. Bởi vì chúng ta biết là công cuộc đấu tranh ngày hôm nay đó, nó là có chính nghĩa. Bởi vì chúng ta chưa khai thác đủ, lấy chính nghĩa để huy động toàn dân, lấy chính nghĩa để khuất phục kẻ thù, và lấy chính nghĩa để tranh thủ thế giới. Thì người Việt Nam của chúng ta đó, trước cái sự phẫn nộ về cái tập đoàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản đi bắn nước, cho nên người dân trong nước họ không qua một cái trường lớp, họ không trưởng thành trang qua những cái giai đoạn đấu tranh về chính trị, cho nên họ bộc phát, và đó là sự tự phát. Cho nên từ cái sự tự phát họ có thể liên kết với nhau để mà thành một cái nhóm này hoặc là nhóm kia. Nhưng mà dưới chế độ cộng sản họ rất là quan trọng, họ rất là quan tâm. Những cái tổ chức cá nhân tự phát á, thì không quan trọng, nhưng mà những cái tổ chức mà họ biết những đường dây mà có liên hệ tới tổ chức ở hải ngoại, hay là tổ chức này cho tổ chức kia, chúng tôi xin đơn cử ví dụ như là Đảng Việt Tăng, Hội Anh Em Dân Chủ và hội những cái người mà đấu tranh mà có diện mối với nhau sau năm 1935 như là ở nhà thờ Vĩnh Sơn, thì tất cả họ đều bắt hết, họ rất là ngại, và chính vì cái yếu tố đó mà họ tìm cách họ gài người. Ví dụ như là một số anh em ở hải ngoại đó muốn tìm người ở trong nước để có thể hỗ trợ, để có thể vùng lên để mà đấu tranh. Nhưng mà khổ cái là cộng sản họ cũng ma lanh lắm. Họ là đây là sở trường, họ cho người họ cũng là người đấu tranh. Họ gài người đấu tranh để rồi những người anh em ở hải ngoại này đi về trong nước đó, thì bắt ngay tại chỗ. Riêng ở thành phố của chúng tôi bây giờ cũng có một hai người, ví dụ như là anh Phương Nguyễn, trước đây là ở thành phố Huy Tinh, bây giờ thì anh qua Cali. Thì anh mới về ở Việt Nam, vào bị bắt ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Thì anh về thăm một số người bạn, thì không biết là cố ý hay là tình cờ gì đó, thì những người bạn này có liên hệ trong những cái tổ chức, mà những cái nhóm người tức là chống lại chế độ, và họ hốt và họ bắt. Tới giờ này thì cũng chưa biết cái tung tích như thế nào, cũng như anh Tony chẳng hạn. Thì tất cả những cái sự kiện này cho thấy là cái lực lượng dân tộc dân chủ ở trong nước rất là nhiều, nó bàn bạc rất là nhiều, nhưng mà do từ sự tự phát, họ không được đào tạo, không được huấn luyện để mà trở thành một cái cán bộ chuyên nghiệp về mặt tình báo, về mặt kỹ thuật chẳng hạn. Nhưng mà ở trong nước họ là đôi khi họ là muốn phô trương là ở nhóm này nhóm kia, cho nên rất là hoang phí, họ hy sinh một cách rất là uổng. Cho nên qua cái sự kiện mà chúng ta vừa thấy đó, ở trong nước anh em bị bắt rất là nhiều, cũng như là các tổ chức ở hải ngoại đi về hỗ trợ, nhưng mà không có cái diện mối hoặc không biết kỹ thuật. Đặc biệt là đối với cộng sản đó, về mặt tình báo họ rất là tin về cái vấn đề này. Thì với cái nhìn của ông là một lý thuyết gia, đồng thời cũng là một người tập hợp những anh em ở trong nước, thì ông làm thế nào để mà có thể những người nghe đài đó, họ không phải là một cán bộ trực tiếp, nhưng mà họ tự phát, từ đó họ có thể nghe những cái lý thuyết, và từ đó họ có những cái hành trang để họ nhập cuộc, mà hành trang đó họ tự phát được, thưa ông? Trước hết là cảm ơn ông giới thiệu tôi là một lý thuyết gia. Thực ra tôi không phải là một lý thuyết gia, tôi xuất thân là một kỹ sư, sau đó là một doanh nhân. Trong suốt cuộc đời tôi chỉ làm những việc thực tiễn thôi, cho nên tôi là một người hành động, chứ không phải là một lý thuyết gia. Nhưng mà tôi là một người hành động, có thể nói, nhưng mà chính trong hành động mà tôi hiểu rằng muốn có những điều kiện cần thiết để có thể hành động một cách hữu hiệu. Tôi đã từng làm kỹ sư, rồi làm dự án trưởng, có khi làm giám đốc kỹ thuật. Tôi luôn luôn rất là nghiêm khắc với những người đòi khởi đầu một cái dự án mà chưa có chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải biết những giai đoạn là phải đi qua,
cái điều đó là những cố gắng, những phương tiện nào phải có, những cố gắng nào phải làm trong mỗi giai đoạn, phải có những phương pháp nào. Đó không phải là lý thuyết đâu, thưa anh Hoàng Bách. Đó dạ, là dạ. những cái điều cần đến, đó là thực tiễn. Tôi nghĩ là chính cái phong trào dân chủ ngày hôm nay nó bế tắc là bởi vì chúng ta chỉ có những lý thuyết mà không có những người nhìn thấy cái cách thực hiện vào một cách nào đó. Có thể nói là anh em dân chủ chúng tôi, anh em trong tập hợp dân chủ đa nguyên chúng tôi cố gắng nhìn thấy cái cách nào làm hành động cho nó an toàn và có hiệu lực. Và vì thế đó, chúng tôi cũng không thích, chúng tôi nghĩ rằng những cái hành động mà gây tiếng vang nó chưa phải là lúc. Cái tiếng vang nó không giúp được chúng ta, cái tiếng vang nó vang lên rồi nó biến đi trong bầu trời thôi, đúng không? Cái gì còn lại là cái gì mà chúng ta chuẩn bị, chúng ta tổ chức ra, chúng ta xây dựng ra. Thì nói như vậy đó, thì có nghĩa là trong cái sự tìm kiếm đó, chúng tôi vẫn hoạt động. Với chúng tôi cũng có thời gian sống ở Việt Nam, mà xin nói với, xin kể với ông Hoàng Bách là ngay trong thời gian ở Việt Nam từ năm 1979 từ quên lại cho đến năm 82, trong 3 năm trời, tôi cũng có tham gia với một số anh em vào trong nhóm. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn an toàn. Mặc dù là chúng tôi thảo luận, chúng tôi thống nhất với nhau và được nhiều điểm đó. Trong khi có những tổ chức khác, họ vừa mới họp với nhau thôi mà có thể bị mà đã bị bắt, bởi vì họ có những hành động nó có cái nét ước lệ quá. Cứ phải có phân bộ này, có chi bộ nọ, có cái người trách nhiệm này nọ. Trong khi sự thực chúng ta không có, ra chưa cần thiết. Và có những anh em đó, tôi nói là với một cái sự bùi ngùi, là trong cái thời gian tôi ở đó có những người đã bị bắt và đã bị xử bắn. Tại vì chính quyền Cộng sản Việt Nam chúng ta mới nhắc lại, nhưng mà chưa nhắc lại một cách đầy đủ, là chính quyền này là một chính quyền rất là hung bạo, mà nó càng yếu, và bây giờ nó càng yếu đi, thì chúng ta thấy cái sự hung bạo nó càng gia tăng. Và ngày hôm nay nó mặc dù nó đã mất hết tất cả mọi cảm tình của dân chúng, nhưng mà nó vẫn cư xử như một lực lượng chiếm đóng sức sượng. Thế thôi. Cho nên cái sự nguy hiểm là có, nhưng mà hiện nay chúng ta cũng phải nhận định cái tình hình xã hội, cái tâm lý của cũng đã thay đổi. Và có thể nói rằng vào giờ phút này đấy, nếu chúng ta có một chút khôn khéo, tôi không thể trình bày ở đây, chúng ta vẫn có thể xây dựng được lực lượng ngay trong hoàn cảnh này. Tôi cũng vừa mới ở Trung Quốc về, và qua cái sự quan sát tôi thấy ngay ở cái tình hình, cái sự kiểm soát ở Trung Quốc nó còn khe khắt hơn ở Việt Nam nữa. Nhưng mà tôi thấy cái tình trạng hiện nay, khi mà cái nỗi sợ nó đã đi qua, khi mà cái lòng tin vào Đảng Cộng sản của ngay cả những người có nhiệm vụ bảo vệ chế độ đó, nó cũng không có còn thực thà nữa, nó không còn thành thực nữa đó, thì chúng ta có thể xây dựng được. Cái điều mà cái lý do khiến cho chúng ta cho tới ngày hôm nay chúng ta chưa có được một lực lượng dân chủ có tầm vóc, không phải là vì tình thế khó khăn, mà là cái chỗ chúng ta chưa nhìn thấy sự cần thiết phải xây dựng một tổ chức. Cho nên qua cái cuộc xét lại này, mọi người sẽ tưởng không có cái giải pháp nào khác hơn là xây dựng trước hết một lực lượng dân chủ. Và tôi nghĩ từ cái niềm tin đó, anh em sẽ nhìn thấy thì trong tình trạng hiện nay đó, cái tình thế hiện nay cho phép chúng ta hành động chứ không phải là không. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta chỉ còn 2 phút còn lại thôi để chia tay với quý thính giả. Thì xin ông có thể kết thúc những cái điều gì mà ông muốn gửi đến quý thính giả của chúng ta mà ông thấy là rất là quan tâm tới cái tình hình của cái lực lượng dân tộc dân chủ ở trong nước, thưa ông. Tôi cách đây khoảng 2 tháng tôi có sang bên Trung Quốc, vào những tiệm ăn, vào những khách sạn, đi qua những nơi công cộng. Thì ở nơi nào đó tôi thấy cũng vào khoảng nửa giờ người ta cũng đưa lên một cái trên cái cũng có một cái người đưa lên một cái màn truyền hình lớn ấy, ngài ông Tập Cận Bình đang đọc huấn từ, đang dạy dỗ người dân, đang dạy dân phải làm như thế này, phải làm như thế này.
có một cái cố gắng để quảng cáo cho Tập Cận Bình và đưa ông Tập Cận Bình lên như là một ông thánh. Rồi nói hiện nay Tập Cận Bình được coi như là một Mao Trạch Đông mới. Thế rồi tôi tự hỏi thì tại sao có cái sự mâu thuẫn như vậy, là vì ông Tập Cận Bình cũng phải là một người có nhân cách lớn. Trong cái cuộc cách mạng văn hóa là ông khi còn là một thanh niên, ông ta đã phải mạt sát bố mình để mà có thể sống. Sau này thì ông ta cũng luồn cúi để mà sống. Nhưng không phải là một người có một cái nhân cách lớn đâu. Và sau này từ khi làm việc, hành động thì ông ta cũng thất bại nhiều hơn là thành công. Thí dụ như là cái sự chuyển hóa về kinh tế, muốn thay đổi một nền kinh tế dựa trên xuất nhập cảng, dựa trên ngoại thương, dựa trên xuất khẩu bằng một nền kinh tế dựa trên đặt nền tảng trên nội địa thì chúng ta cũng thất bại. Nhưng mà tại sao Đảng Cộng sản lại Trung Quốc lại phải tôn vinh ông? Không phải, cái câu trả lời không phải là vì ông Tập Cận Bình xuất chúng gì, mà vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quá yếu, không còn đủ đồng thuận để bầu ra một lãnh đạo mới. Nếu phải bầu một lãnh tụ mới, cho nên họ phải cố bám vào vì cái sự tồn tại của họ, họ phải giữ nguyên ông Tập Cận Bình vì một cái lý do là không thay đổi được nữa, họ không còn đồng thuận để bầu ra một người khác nữa, cho nên họ phải làm như ông Tập Cận Bình là người xuất chúng, trong khi ông là một người bình thường. Còn 20 giây nữa thưa ông. Dạ, 20 giây. Chúng ta cũng thấy cái tình trạng đó, là ngày nay một người như ông Nguyễn Phú Trọng đó, không phải là một người xuất chúng, thì trước đây tôi thấy có nhiều người chê ông. Nhưng mà tại sao trong lúc này ông lại có vẻ nắm được hết mọi quyền hành ở trong nước? Đó là vì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ở trong một cái tình trạng tương tự như Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cái tình trạng phân hóa mà nó đã đạt tới cái giai đoạn cuối cùng rồi. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải chuẩn bị cho một cái vận hội mới. Đất nước có thể đi vào một cái kỷ nguyên dân chủ nếu mà những người yêu nước, những người Việt Nam quan tâm tới đất nước, biết thận trọng, biết chuẩn bị cho cái tương lai mà tôi nghĩ thế nào nó cũng đến. Dạ vâng. Đến đây thì rất tiếc là thời gian đã hết giờ. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và lắng nghe, cũng như cảm ơn ông Nguyễn Gia Kiển đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin cảm ơn ông.